một gia đình 5 người đã trải qua một phen hú vía khi căn nhà trên đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2019, người dân tại đường Duy Tân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ căn nhà này. Khi đó, căn nhà đang khóa kín cửa, người dân chứng kiến khói bắt đầu xì ra sau lớp cửa kéo nên hốt hoảng chi hô tìm cách phá cửa xông vào. Phải đến khi lửa bốc lên cao, chủ nhà ở trên tầng 2 mới phát hiện sự việc, cả gia đình gồm 5 người mới bắt đầu mở cửa ùa chạy ra ngoài. Nhận định tình hình cháy phức tạp, khu vực cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Đà Nẵng phối hợp cùng công an phường Hòa Thuận Tây đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 30 phút tiếp cận, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ vật dụng tại hai tầng ngôi nhà đều bị thiêu rụi. Theo người dân, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện tại tầng 1 vốn được một công ty sơn thuê làm văn phòng. Tại thời điểm cháy, văn phòng trên không có người làm việc, chỉ có gia đình chủ nhà sinh hoạt tại tầng 2. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.